Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu với các bác một dòng touring mới nhất về tại Quảng Nam, cũng là lần đầu tiên. Dòng Bianchi Roman 4. Đây là một dòng xe touring Nhật bãi mới nhất về tại Quảng Nam các bác nhé. Bianchi đến từ thương hiệu của Ý, rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Vâng, với dòng Bianchi Roma 4 thì trên đây có rất nhiều trang web review các bác nhé, từ nước ngoài đến Việt Nam. Có cả trang web của Nhật, các bác có thể thấy đây, japanbianchi.com đây. Và em có vào thì cũng thấy một chiếc xe giống y hệt nhà em mới về, cũng vành màu xanh. Đây một trang order bên Nhật các bác nhé. Có thể nói đây một dòng xe thương hiệu Ý xuất sang Nhật, xuất cả sang thị trường châu Âu rất là nhiều. Đây em quay một trang web bên Nhật cho các bác xem. Đấy, các bác có thể thấy. Vâng, với mẫu Bianchi này thì màu xanh là một màu biểu tượng cho dòng Bianchi các bác nhé. Các bác vào nghiên cứu dòng Bianchi này thì không quá xa lạ. Và đầu tiên em sẽ quay vào chiếc tem. Chiếc tem thể hiện đây là chiếc xe Nhật bãi. Tem Nhật bãi các bác nhé. Đây là một tem, như các bác biết đây là số đăng ký bên Nhật, bên thị trường Nhật. Như đăng ký xe máy bên mình ấy. Anh xin nhắc lại, đây là mẫu Bianchi Roma 4, mẫu xe chính hãng xuất sang thị trường Nhật. Có cả trang web nói về chiếc xe này. Đối tượng hình con đại bàng, con chim ở trên khung, in 3D, in chìm đó nhé. Thường thì về những chiếc xe Nhật bãi thì xước sát rất là nhiều, nhưng chiếc xe này rất ít xước các bác nhé. Hình thức còn rất là mới. Như trong web thì chiếc xe được sử dụng củ đề của Antut, và đây chiếc xe cũng vừa giữ được nguyên zin củ đề. Tất cả đồ trên xe đều khá là zin, từ cặp vành màu xanh này. Đồng bộ theo xe các bác nhé. Vành lốp là 700 x 28C, lốp thông dụng của dòng touring các bác nhé, giúp các bác đi những đường phố lướt hơn. Yên bi yên màu xanh. Khi em xem trên trang web thì cũng yên của họ cũng dưới đáy màu xanh thôi, cả đồ đều nguyên zin. Xe được trang bị bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Shimano các bác nhé. Và đây là vành trước, và càng trước là các bộ là nhôm. Và phía bên dưới đây có một mã số khung các bác nhé, của chính hãng Bianchi, và mã QR code của hãng luôn. Còn đây là chiếc xe chính hãng của Bianchi Roma 4. Và đây là vành trước. Vành trước là 700 x 28C, đồng bộ theo xe nhé, đồng bộ vành sau. Thì bên trên đây tay được sử dụng tay bấm xả của Shimano 8 tốc độ. Và bên đĩa 3 tốc độ các bác nhé, xe 24 tốc độ các bác thay đổi.
phanh 3 à phanh V rất dễ dàng sử dụng. Các bác đi đường phố phanh an toàn hơn. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Xe có size đứng là 53 các bác nhé. Ngang là 53. Phù các bác từ 1m65 đến 1m75 để đi vừa chiếc xe này. Xe trang bị 8 tầng lip của Shimano, giờ lên lip. Phù đề của Shimano Antus. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Đây xuống rất là phía tay ra phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa của Shimano. Vâng, chuyển động rất tốt, bánh quay rất là bon. Cái xe BNC đến từ thương hiệu của Ý. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Nhật bãi BNC Roma 4. Một chiếc xe có bộ khung rất là đẹp. Xe được bán tại cửa của em mức giá là 8,8 triệu. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm thì nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem những ảnh chi tiết chiếc xe lên YouTube, theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.